Chào mừng các bạn đã đến với bản tin Din News số thứ 9. Và không dài dòng để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn đến với mục điểm tin và vào thẳng nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. iPhone 6C với thiết kế giống 5C sẽ ra mắt vào giữa năm 2016. Do gì hình ảnh Xiaomi Redmi Note 2 Pro? Chip Exynos 8890 ra mắt. BlackBerry Brief đã được bán chính hãng với giá 18.500.000 đồng. Motorola tham gia vào thị trường chính hãng Việt Nam. Đầu tiên là thông tin về chiếc điện thoại iPhone 6C như đã đưa tin từ trước. Theo ông Kevin Wang đến từ HIS, thì Apple sẽ cho ra mắt chiếc điện thoại iPhone 6C với phiên bản màn hình 4 inch vào giữa năm 2016. iPhone 6C có màn hình Retina 4 inch, sử dụng chip Apple A8, 2 nhân, xung nhịp 1.4GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong có các dung lượng từ 16 đến 128GB. Bộ đôi camera đủ phân giải 8MP và 1.2MP. Dung lượng viên pin hiện chưa rõ, nhưng theo thông tin dò dỉ thì iPhone 6C không khác gì so với 5C. Điểm duy nhất để phân biệt đó chính là cụm đèn flash ở phía sau. iPhone 6C sẽ có cụm đèn dài hơn, còn 5C có cụm đèn flash tròn. Điều này nếu như người không chú ý kỹ sẽ rất dễ nhầm lẫn hai sản phẩm với nhau. Vào ngày 24 tháng 11 tới đây, Xiaomi sẽ chính thức trình làng chiếc điện thoại Xiaomi Mi 5. Bên cạnh đó thì hãng cũng cho ra mắt chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 2 Pro với những thông tin và hình ảnh đã dò dỉ trước đó trên trang Weibo của Trung Quốc. Theo thông tin dò dỉ, Xiaomi Redmi Note 2 Pro được thiết kế với một vỏ kim loại cao cấp, bao tròn các góc, có màn hình 5,5 inch với độ phân giải 1080p, camera chính 13MP, camera phụ 5MP, máy sở hữu bộ vi xử lý với con chip MediaTek MT6795, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB và viên pin 3060mAh, chạy trên hệ điều hành Android Lollipop. Máy sẽ được ra mắt cùng với Xiaomi Mi 5 vào ngày 24 tháng 11 tới, trước sự mong chờ của các tín đồ Xiaomi. Sau sự ra mắt của con chip mới nhất của Qualcomm là S820, thì mới đây Samsung đã lên tiếng bằng việc chính thức giới thiệu con chip Exynos 8890 với hiệu năng mạnh mẽ, không kém gì con chip mới nhất của Qualcomm. Cũng giống như phiên bản Exynos 7420, con chip Exynos 8890 cũng được phát triển trên chu trình 14nm FinFET, được trang bị 4 nhân tùy biến do chính Samsung tự phát triển, bên cạnh 4 nhân A53 xử lý các tác vụ nhẹ. Nhờ đó, Exynos 8890 được cho là có thể đạt hiệu năng tăng 30% so với Exynos 7420, trong khi vẫn đạt được mức hiệu quả điện năng tiêu thụ tăng 10%. GPU được trang bị trên dòng chip mới nhất này sẽ là Mali-T880 mới nhất do ARM thiết kế. Bên cạnh đó, Samsung cũng tích hợp vào Exynos 8890 chip model LTE Cat 12-13, mang lại khả năng chia sẻ video độ phân giải cao. Samsung tuyên bố con chip Exynos 8890 sẽ được sản xuất vào cuối năm 2015. Một trong những sản phẩm nhận được sự quan tâm nhiều nhất của người dùng gần đây đó chính là chiếc điện thoại BlackBerry Brief. Và sau thời điểm mới ra mắt thì gần đây chiếc điện thoại BlackBerry Brief đã được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá hơn 18 triệu. Ấn tượng ban đầu với chiếc điện thoại này là một thiết kế khá lớn, đẹp và chắc chắn. BlackBerry Brief sở hữu một màn hình cảm ứng 5,4 inch, có tích hợp cả bàn phím cứng vật lý, nắp trượt dọc, hiếm thấy xuất hiện trong thiết kế của các smartphone hiện nay. Chất liệu nắp lưng khá giống với nắp lưng của Passport bằng nhựa cứng, khung viền làm bằng kim loại. Tuy vậy, máy có độ mỏng khá đáng kinh ngạc, 9,4mm. BlackBerry Brief sở hữu một cấu hình tương tự G4, đó là con chip Snapdragon S808, RAM 3GB và màn hình 2K. Máy sở hữu bộ nhớ trong 32GB, có hỗ trợ thể nhớ ngoài lên tới 200GB. Chạy trên nền tảng Android 5.1 và dự kiến vào đầu năm sau, Brief sẽ được nâng cấp lên Android 6.0, nên cho trải nghiệm vốn đã trơn tru sẽ còn mượt mà hơn nữa. Brief cũng được trang bị camera chất lượng cao với camera chính độ phân giải 18 chấm và đèn flash kép. Hiện BlackBerry Brief đã được bán chính hãng với giá bán tại di động thông minh là 18.500.000 đồng. Motorola, một thương hiệu lâu năm đến từ Mỹ với những sản phẩm hoạt động ổn định, bền bỉ và một thiết kế đặc trưng, đã bắt đầu phân phối một số sản phẩm chính hãng của mình tại thị trường Việt Nam. Bốn sản phẩm đầu tiên được phân phối chính hãng là Motorola Moto E, Motorola Moto G, cả hai đều là phiên bản thứ hai với giá lần lượt là 2.590.000 và 3.490.000. Tiếp theo là Motorola Moto X Play với giá 8.190.000 và thiết bị cao cấp Motorola Moto X Style với giá 13.290.000. Mỗi máy đều sở hữu một ưu điểm riêng.
Moto E phiên bản thứ 2 là thiết bị giá rẻ, chạy trên hệ điều hành Android 5.0, màn hình kích thước 4,5 inch, phần cứng chip Qualcomm S410, 4 nhân Cortex A53, dung nhịp 1.2 GHz, RAM 1GB. Còn Moto G thế hệ thứ 2 có màn hình nhỉnh hơn, kích thước 5 inch, sở hữu chip Qualcomm S400, 4 nhân Cortex A7, dung nhịp 1.2 GHz. Bộ đôi camera chất lượng cao so với tầm giá là 8 megapixel và 20 megapixel. Bên cạnh đó thì Moto X Play lại là một thiết bị pin trâu với viên pin 3630 mAh, chụp ảnh đẹp với cặp camera 21 megapixel và 5 megapixel cùng một thiết kế đẹp, mạnh mẽ. Phần cứng cũng khá với màn hình 5,5 inch Full HD, con chip S615, 8 nhân, RAM 2GB. Và cuối cùng là thiết bị cao cấp nhất, Moto X Style, ấn tượng bởi màn hình Quad HD, chip Snapdragon 808, 6 nhân, RAM 3GB mạnh mẽ. Camera chính 21 megapixel có khả năng quay video 4K và viên pin 3000 mAh. Hiện ở Di động Thông minh đã sẵn hàng những sản phẩm chính hãng của Motorola. Các bạn có thể qua trải nghiệm thử sản phẩm để đánh giá chất lượng của thương hiệu lâu đời từ Mỹ này. Bản tin D-News số thứ 9 đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu có ý kiến đóng góp gì, các bạn vui lòng để lại ở phần bình luận phía bên dưới. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau.